Ruộng bậc thang mù căng trải đã xuất sắc vượt qua nhiều điểm đến đặc sắc của nhiều quốc gia và được vinh danh trên tạp chí này. Theo CNN Traveler, từ lâu ruộng bậc thang mù căng trải ở Yên Bái đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram với những bức ảnh có góc chụp ấn tượng. Các thửa ruộng bậc thang chuyển từ xanh sang vàng khi lúa chín vào tháng 10 hàng năm. Và thời điểm này cũng có nhiều lễ hội hấp dẫn được diễn ra tại đây thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Cùng xuất hiện trong danh sách này của CNN Traveler còn có ánh sáng Bắc Cực Quang ở Canada hay cao nguyên Scotland cũng là những địa điểm đầy màu sắc.